Đã xem qua là chương 8 học cái gì chưa? Chương 8 này. Rồi. Chương 8 chúng ta sẽ học về khoảng tin cậy nhé. Trước khi học chương 8 thì cô sẽ nhắc lại một số cái khái niệm và một số cái kiến thức mà chúng sẽ học mà chúng ta sẽ sử dụng để xây dựng chương 8 nhé. Thì cô recall lại một xíu này. Một số kiến thức chúng ta sẽ sử dụng trong chương 8 đó là kiến thức về sampling distribution mà chúng ta đã học ở chương 7. Ừ. Các bạn nhớ được gì về cái sampling distribution ở chương 7 nhỉ? À, chúng ta đã làm cho mấy cái tham số cả lớp? Ba. 3 tham số đúng không? Ở chương 8 này thì chúng ta mới được giảm tải cái phần là xây dựng khoảng tin cậy cho độ lệch chuẩn. Thế nên ở đây cô chỉ nhắc lại cho các bạn hai tham số thôi. Đó là tham số cho gì nhỉ? Cho min. Và cho gì nhỉ? Proportion. Cho xác suất. Đó. Thì khi mà chúng ta làm việc với min thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có phía bên này sẽ là ước lượng điểm đúng không? Estimator. Đó. Ước lượng điểm cho min thì hôm trước chúng ta học rồi. Chúng ta sẽ dùng x ngang là giá trị trung bình mẫu tương ứng để ước lượng cho min là nguy, đúng chưa nhỉ? Và khi mà chúng ta ước lượng như thế này thì để chúng ta thấy là gì nhỉ? Cô đã lấy ví dụ cho các bạn thì thấy là khi chúng ta lấy một cái mẫu ngẫu nhiên ra thì thằng x ngang này và thằng nguy nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó có bằng nhau không? Nó có giống nhau không? Có giống nhau không nhỉ? Đây cô lấy lại ví dụ nhá. Chờ cô một xíu. Sợ các bạn quên rồi. MAS291 chương 7. Đây. Hình như nó là ở cuối chương 6 đúng không? Cái ví dụ đấy cô cho là ở cuối chương 6 à? Ừ, nó ở cuối chương 6 rồi. MAS. Chắc sao? Các bạn còn nhớ cái ví dụ này không nhỉ? Các bạn còn nhớ cái ví dụ này không? Có đúng Có. không? Thì bạn thấy một việc này, chúng ta muốn ước lượng cho giá trị trung bình trong tổng thể là nguy chẳng hạn. Thì rõ ràng chúng ta sẽ chọn cái việc là đi lấy mẫu. Vì thông thường population chúng ta thấy là gì? Nó khá lớn. Thế nên là để tránh cái việc là khó khăn trong việc là chúng ta phải làm việc với cả population thì đi lấy mẫu. Thì ở đây cô lấy một cái ví dụ cụ thể là cô giả sử cái population của cô là gồm 3 phần tử 2, 3 và 10 thôi. Và cô lấy những cái mẫu ngẫu nhiên gồm 2 phần tử ra. Đó, thì ở đây cô đã liệt kê được tất cả là cô có thể có 9 cách là lấy ra được 9 cái mẫu khác nhau. Và khi đó thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được cái gì? Tính được các sample mean là các x ngang của từng mẫu. Thì khi bạn tính được 9 cái x ngang này ra thì bạn nhìn trên bảng cái bảng màu xanh này đây. So sánh với population mean bạn tính ra được bằng 5 thì bạn thấy là có cái thằng nào bằng chính xác thằng nguy không cả lớp? Có thằng nào bằng chính xác thằng nguy không? Không. Với ví dụ này là không có. Và bạn cũng có thể bằng trực giác của mình thấy là nó hiếm đúng không? Đó. Và khi đó thì sao? Chúng ta thường là khi mình đi làm, đi nghiên cứu thì mình sẽ thường lấy ra một cái mẫu nào đó thôi. Thì ví dụ đây, cô lấy được cái mẫu mà cô khỏi đóng khung đây. Thì bạn sẽ thấy đây, cô sẽ lấy thằng x ngang 2 bằng 2,5 để ước lượng cho min. Đó. Thì khi đó
Trên thực tế thì thằng này bạn làm một cái vấn đề là gì nhỉ? Là một cái đại lượng bạn chưa biết. Thế nên là khi đó bạn lấy ra 2,5 thì bạn có biết sai số mình gặp phải là bao nhiêu không? Có mình có biết sai số mình gặp phải là bao nhiêu không? Thì câu trả lời là không. Đúng chưa nhỉ? Thế nên người ta mới làm thử một cái việc đó là gì? Thế thì lấy nhiều mẫu đi. Đấy, nhấy lặp đi lặp lại cái mẫu sai hai này nhiều lần đi. Thì ở đây cô thấy là gì? Nếu cô đi tính giá trị trung bình của 9 cái mẫu này. Đó, là cô lấy đặt cái đại lượng đó là nguy x ngang là trung bình của 9 cái x ngang thì cô thấy ra chính giá trị bằng 5 và nó bằng nguy. Đó. Thế nên chúng ta mới đặt ra câu hỏi là liệu rằng là chúng ta liệu rằng là thằng x ngang này nó mang phân bố như thế nào để sau này chúng ta dùng x ngang để ước lượng cho nguy. Và dĩ nhiên là công việc đặt ra khi chúng ta dùng ước lượng là chúng ta phải tìm được sai số của ước lượng đó là bao nhiêu. Thế nên là ở chương 7 chúng ta đã đi tìm và thấy được rằng nó được mô tả thông qua định lý gì nhỉ? Central limit theorem đúng không? Đó, định lý đó có điều kiện là hoặc tổng thể gốc mang phân bố normal hoặc nếu không thì n như thế nào nhỉ? Lớn hơn 30. Thì với điều kiện này thì thằng x ngang bạn đã có sẵn cái phân bố là gì rồi? Normal với min không đổi là nguy và sigma bình phần n. Được chưa nhỉ? Đó, tương tự như thế cho proportion thì chúng ta thấy một điều đó là gì? Điều kiện là cần n lớn. Thì khi đó chúng ta thấy là chúng ta sẽ dùng p mũ là xác suất thành công trong mẫu để ước lượng cho thành công trong tổng thể. Như hôm trước cô nói đây, cô quan tâm đến xác suất thu được số 2 khi chúng ta lấy mẫu thì cô tính được các p1 mũ là 1, p2 mũ là 0,5. Và cô cũng làm một việc giống như min thì cô thấy trung bình tất cả những cái thằng p mũ này nó sẽ xấp xỉ đến là 1 phần 3. Đúng chưa nhỉ? Và chúng ta cũng đặt ra câu hỏi là thằng p mũ này nó mang phân bố gì? Đó, thì khi n lớn thì chúng ta thấy chúng ta rõ ràng là thằng p mũ mang phân bố normal với min là p. Được chưa nhỉ? Và variance là gì nhỉ? PQ phần n. Đó là kiến thức mình học ở chương trước đúng không? Đúng rồi đó. Đó. Vâng. Và để học chương 8 thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái phân bố này để xem là đi tìm cái sai số mình gặp phải nếu mình dùng cái x ngang trong mẫu của mình ước lượng cho nguy sẽ là bao nhiêu, tương tự như thế cho p. Và khi đó thì nội dung sẽ nằm ở đây là ở khoảng tin cậy. Đó. Vì chúng ta dùng ước lượng điểm thì chúng ta chưa biết sai số là bao nhiêu, thế nên người ta dùng khoảng confidence interval. Được chưa nhỉ? Đó, confidence interval. Đó. Vậy thì đầu tiên thì chúng ta sẽ xem là như thế nào là một khoảng tin cậy. Được chưa nhỉ? Thì các bạn sẽ làm cho cô một cái ví dụ. Một ví dụ như sau. Tìm cho cô một cái khoảng đối xứng nhau. Around nguy. Được chưa nhỉ? Sao cho có 95% sample mean là thuộc cái khoảng đó. Sao cho là con tên. Được chưa nhỉ? 95% sample mean. Các bạn hình dung được câu hỏi chưa nhỉ? Ở đó giả sử rằng chúng ta đã có thông tin. Đây là vẫn cô vẫn giả sử là tổng thể mình đã biết nhé. Là cô đã có cái tổng thể này có nguy là bằng ví dụ 50 và có sigma là bằng 4. Được chưa nhỉ? Các bạn rõ câu hỏi chưa? Và những cái mẫu cô lấy ra có sai là bằng 36. Được chưa nhỉ? Những cái mẫu mà cô tính sample mean này này. Đó là có mẫu là sai là 36. Được chưa nhỉ? Thì thử làm cho cô bài này trước khi chúng ta sang cái phần confidence interval. Cái này không dùng được luôn cái quy tắc 6895 kiểu. Các bạn có thể dùng quy tắc 6895 cũng được, nhưng giả sử cô đang đặt ra trong trường hợp
Nếu cái con số 95 này cô thay đổi đi, ví dụ cô để 98% chẳng hạn. Được chưa nhỉ? Thì có dùng được quy tắc 68, 95, 99,7 nữa không? Không ạ. Không, đúng không? Đó. Một số cái con số đặc biệt thì bạn có thể sử dụng những quy tắc thực tế để suy ra được. Thế nhưng mà có thể là chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp là những cái con số phần trăm nó không đặc biệt, ví dụ 98%. Đó. Thì cái bài này mình làm như thế nào? Bài này mình làm như thế nào? Đó. Thì chúng ta có thể thấy một việc đó là gì? Cái biến mà chúng ta đang quan tâm ở đây nó là cái gì nhỉ? Nó là cái gì nhỉ? Có đúng nó là sembumin không? Có đúng nó là sembumin không nhỉ? Yeah. Đó. Và sembumin thì ký hiệu là gì? Là x ngang. Đúng chưa nhỉ? Thế nên cái điều đề bài này tương đương với điều gì? Là tìm cái khoảng. Và dĩ nhiên là cô có nguy bằng 50 ở đây này. Đây là giả sử trong trường hợp tổng thể đã biết này. Đó. Và cái khoảng đối xứng với nhau qua nguy có nghĩa là gì? Nếu chỗ này cô lùi lại một khoảng là E, thì chỗ này cô sẽ tiến lên một khoảng cũng là gì? Cũng là E đúng không? Nên cái khoảng cần tìm để thỏa mãn điều kiện là symmetrical sẽ là gì nhỉ? Nguy trừ E đến nguy cộng E. Đúng chưa nhỉ? Và chúng ta biết được sambomin thì phân bố của nó là gì cả lớp? Phân bố của nó là gì? Thì chúng ta nhớ lại sampling distribution cô vừa nhắc. Nếu như tổng thể gốc mang phân bố normal hoặc nếu không các mẫu lấy ra size lớn hơn 30 thì thằng x ngang nó sẽ xấp xỉ đến phân bố normal, đúng cả lớp. Đó. Thì ở đây tuy rằng tổng thể gốc cô không nói gì đến phân bố normal nhưng bạn thấy các cái mẫu cô lấy ra nó có size là bao nhiêu? N bằng 36. Đúng chưa nhỉ? Vì thế cho nên chúng ta biết được rằng là với cái điều kiện này thì cái phân bố cô dùng để mô tả thằng x ngang này, đây là x ngang nhé. Đó, sẽ là phân bố gì? Sẽ là phân bố gì nhỉ? Phân bố normal. Đó. Và như vậy bài toán của chúng ta là chúng ta sẽ cần tìm cái thằng E. Đó. Sao cho cái gì nhỉ? Xác suất để x ngang nằm trong khoảng gì nhỉ? Nguy trừ E đến nguy cộng E sẽ bằng bao nhiêu? 98%. 98%. Có đúng đề bài tương đương với câu hỏi này không cả lớp? Có đúng đề bài tương đương với câu hỏi này không? Đó. Đó. Và khi đó thì chúng ta thấy một việc đó là gì? Khi đó chúng ta thấy một việc là bài này đã làm chưa? Làm rồi ạ. Làm Rồi rồi đúng không? Chúng ta sẽ phải là gì? Vì x ngang mang phân bố normal. Đúng không nhỉ? Chúng ta vừa có là x ngang mang phân bố normal. Với min không đổi vẫn là nguy. Thằng này là sigma bình phần n. Thay số vào là được. Thì chúng ta phải chuyển tất cả những cái biểu thức xác suất này về dấu gì? Về dấu nhỏ. Đấy nhỉ? Thì ở đây thông thường chúng ta sẽ nghĩ đến việc là chúng ta chuyển về là P của x ngang nhỏ hơn nguy cộng E đúng không? Trừ đi P của x ngang nhỏ hơn nguy trừ E đúng không? Bằng 0,98 đúng không? Đó. Thế nhưng bạn thấy là hai cái biểu thức này có đều chứa biến cả không cả lớp? Đều chứa ẩn cả không? có Có. Thế nên việc nếu mà cô dùng thằng này thì sẽ khó khăn trong việc đi tìm ra E. Thì chúng ta thấy một việc này. Tuy rằng mình không dùng được thằng này, nhưng mà mình có thể thấy quan sát được là gì? Với phân bố normal nó có tính chất gì cả lớp nhỉ? đối xứng. Đó. Có x bằng nguy là trục đối xứng. Và như vậy thì sao? Cái miền này đã là miền đối xứng rồi thì bạn thấy diện tích hai cái miền màu đỏ ở đuôi này có bằng nhau không cả lớp? Có. Bằng nhau. Và nếu thằng ở giữa này mà là 98% thì hai thằng hai bên này sẽ có tổng số bằng bao nhiêu nhỉ? 2%. Mềm. Đúng chưa nhỉ? Và 2% chia đều cho mỗi bên thì sẽ là mỗi một bên sẽ là bao nhiêu? 1%. 1% là 0,01. Và như vậy thì thực ra thằng này nó tương đương với việc là P để x ngang như thế nào nhỉ? Chọn dấu chọn thằng bên phải hay sang bên trái? Bên trái. Với normal thì nên chọn bên trái đúng không? Là nguy trừ E sẽ bằng 0,01. Bài này đã quen thuộc chưa cả lớp? Bài này đã quen thuộc chưa? Quen thuộc rồi đúng không? Rồi, và như vậy khi chúng ta đã có dấu nhỏ hơn rồi thì P của x ngang nhỏ hơn nguy trừ E bằng 0,01 chúng ta sẽ phải đưa về cái gì nhỉ? Z. Với x ngang là phân bố normal, min là nguy, variance mà là sigma bình phần n,
thì quy tắc tính của chúng ta là chúng ta sẽ phải đưa về z thay số vào thôi. Trừ đi min là mấy nhỉ? Là Ừ. nguy. Chia cho standard deviation là sigma phần căn n sẽ bằng 0,01. Đúng chưa nhỉ? Ok chưa? Đến đây ok chưa? Đó. Cô sẽ rút gọn thằng nguy này với thằng nguy này này. Thay số thì cô để sau cùng nhá. Thì khi đó cô sẽ thu được một việc đó là gì nhỉ? Cách chỗ này sẽ là trừ e trên sigma phần căn n sẽ phải bằng cái gì nhỉ? Sẽ phải bằng gì nhỉ? Có đúng bằng normal chấm s chấm invert điền 0,01 vào không cả lớp? Đó. Đó, hàm normal chấm s chấm invert là cái hàm như thế nào? Tìm ra cái giá trị này. Đúng chưa nhỉ? Là cô có xác suất là 0,01 thì tìm ra giá trị score tương ứng với việc là diện tích bên trái là 0,01. Đó. Và khi đó thì chúng ta hoàn toàn có thể suy ra được là gì nhỉ? Là E bằng bao nhiêu? Đúng chưa nhỉ? Ví dụ cái này cô tra ra bằng mấy, các bạn tra hộ cô. Các bạn thử tra hộ cô xem nào. Hình như bằng trừ 2,33 thì phải. Bằng này. Normal chấm s chấm invert. Đi về ba ba. Đó, để cô điền nốt vào đây. Điền 0,01 vào đúng không? 0,01 vào. Đó, thì chúng ta sẽ ra khoảng trừ 2,33. Được chưa nhỉ? Trừ 2,33. Và như vậy thì bạn sẽ rút ra được E sẽ bằng gì? Sẽ bằng gì nhỉ? 2,33 nhân với sigma phần căn n đúng cả lớp. Đúng không? Vâng. Và bây giờ chúng ta làm một việc đó là thay số vào. Sigma cô vừa cho bằng mấy nhỉ? Bằng 4. N bằng 36. Thế nên cô có 4 phần căn 36. Và như vậy chúng ta sẽ thay số vào. Chúng ta sẽ ra được là bằng 2,33 nhân với 4 phần 6. Ra là 1,55 đúng không? Tầm 1,55. Và như vậy bạn có tìm ra được cái khoảng nguy cộng trừ e không cả lớp? Bạn có tìm được cái khoảng nguy cộng trừ e không? Có. Là 50 cộng trừ 1,55. Ok chưa nhỉ? Mình đã giải xong bài toán này chưa? Mình đã giải xong bài toán này chưa? Xong rồi đúng không? Và như thế cái khoảng này bạn thấy một việc đó là gì? Cái khoảng này nó mô tả cho chúng ta cái việc đó là 98% sẽ chính là xác suất để gì nhỉ? X ngang nằm trong khoảng này. Đúng chưa nhỉ? Nếu nguy đã biết. Đúng chưa nhỉ? Hình dung ra chưa? Đó, cái khoảng chúng ta tìm được thỏa mãn cái điều đấy. Thế nhưng bây giờ lật ngược lại bài toán cho cô này. Lật ngược lại bài toán một xíu này. Thế thông thường trên thực tế nguy đã biết chưa cả lớp? Chưa. Đó. Thông thường trên thực tế nguy chưa biết. Tức là mình đã có nguy này chưa? Chưa có. Nhưng mà mình có tìm được x ngang khi chúng ta lấy mẫu ra không cả lớp? Có tìm được x ngang không? Có. Tất nhiên là có. Thế nên bây giờ cô sẽ nhìn cái bài toán này, nhìn cái biểu thức này theo một hướng ngược lại đi. Nếu nguy chưa biết thì sao? Bạn nhìn nhá. Nếu như cô có này, nguy trừ e nhỏ hơn x ngang thì bây giờ cô chuyển sang là nguy sẽ nhỏ hơn gì cả lớp? Có đúng là x ngang cộng e không? Vâng. Rồi. Còn một cái nữa là x ngang nhỏ hơn nguy cộng e thì bây giờ cô cần tìm nguy thì cô sẽ chuyển sang là nguy lớn hơn gì? Có đúng là x ngang trừ e không? Đúng cả lớp. Có. Đúng rồi đúng không? Và khi đó cô sẽ viết lại cái bất đẳng thức phía trên này thì nó hoàn toàn tương đương với bất đẳng thức nào? Có đúng là nguy nằm trong khoảng từ x ngang trừ e đến x ngang cộng e sẽ có xác suất bằng 98% không cả lớp? Có đúng không? Có đúng cái bất đẳng thức x ngang nằm trong khoảng nguy cộng trừ e tương đương với bất đẳng thức này không? Vâng. Đó. Và khi đó chúng ta nhìn thấy điều gì nhá? Vẽ hình ra này. À, khi chúng ta lấy mẫu ra thì x ngang hoàn toàn bạn tính được này. Thế thì bạn tính được e không?
Công thức tính E của chúng ta là gì? Đây. Nếu sigma có, nếu n có, bạn có tính được E không? Có phụ thuộc vào việc có nguy hay không không? Có phụ thuộc không? Rõ ràng là không phụ thuộc vào nguy. Đúng chưa nhỉ? Thế nên bạn nhớ là E với hạn 98% là thằng này thì hoàn toàn tính được nếu có sigma. Tức là cái khoảng x ngang trừ E đến x ngang cộng E này bạn hoàn toàn tính toán được không? Đây, ví dụ có viết ở đây đi. Có tính toán được không cả lớp nhỉ? Tính toán Có. được ra khoảng này không? Có đúng không? Và chúng ta đã biết được rằng là gì? Cái xác suất để thằng nguy nó nằm trong cái khoảng này sẽ vào khoảng bao nhiêu? 98%. Được chưa nhỉ? Thế nên chúng ta thấy là gì? Focus vào nha. Nó nằm trong khoảng này vì 98% nên tin tưởng được là gì? Dĩ nhiên vẫn có 2% nó không nằm trong khoảng này nhá. Thế nên là chúng ta thấy là gì? Độ tin tưởng khá cao, chúng ta sẽ thiên về cái quyết định là nguy nó nằm đâu đó trong cái khoảng màu đen này. Đúng chưa nhỉ? Và giả sử như nhá, thằng nguy thực tế nó nằm ở đây. Đó, giả sử nguy thực tế nó nằm ở đây thì bạn thấy sai số nếu cô dùng x ngang để ước lượng cho nguy có đúng là cái khoảng này không? Thằng này có đúng là sai số giữa nguy và x ngang không cả lớp? Vâng. Đó. Và như vậy bạn có đánh giá được gì về sai số này? Thì bạn thấy là với cái độ tin cậy, độ tin tưởng tầm 98% như chúng ta vừa xây dựng, đây là 98% nhé. Đó. Thì bạn thấy là gì? Thằng Huy nó nằm đâu đó trong này. Vậy thì cùng lắm nó đi đến đâu thôi. Cùng lắm nó đi đến đâu cả lớp nhỉ? Cậu chữ em. Đó, cùng lắm nó đi xa nhất đến đây, bên này cũng tương tự như thế. Đúng chưa nhỉ? Như vậy bạn thấy cái thằng này sẽ luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu? Có đúng luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng E không cả lớp? Vâng. Đó. Và như thế thì thằng E mà chúng ta tính bằng công thức vừa rồi ấy, người ta hay có tên gọi nó là margin of error, hay gọi là sai số cận biên nếu như chúng ta muốn dùng x ngang trong mẫu này để ước lượng cho thằng nguy. Được chưa nhỉ? Bạn có thể dự đoán được là sai số sẽ bằng khoảng là gì nhỉ? Lớn nhất là E với độ tin cậy, độ tin tưởng là bằng bao nhiêu phần trăm thôi? 98% nhá, chứ không phải 100% nhá. Vì bạn thấy là vẫn có 2% thằng Huy có nằm trong khoảng này không cả lớp? Không. Ok chưa nhỉ? Các bạn hình dung ra chưa? Được. Đó. Và như vậy bạn thấy một việc đó là gì? Nếu mình dùng cái phân bố của thằng x ngang này thì mình hoàn toàn có thể suy luận ra được và dự đoán được xem là sai số nó bằng khoảng bao nhiêu. Thế trường hợp tổng quát làm như thế nào? Thì trường hợp tổng quát thì có thể cô đổi đề như chúng ta vừa nói lúc nãy. Cái 98% này thì cô không dùng 98% nữa mà cô có thể dùng một cái đại lượng tổng quát là bao nhiêu? Cô ký hiệu là bao nhiêu nhỉ? 1 trừ alpha nhân với 100% nhá. Ok chưa cả lớp? Đó, tức là cái diện tích mà thằng x ngang nằm trong khoảng này sẽ là bằng bao nhiêu cả lớp? Có đúng 1 trừ alpha không? Đúng chưa? Và Tổng diện tích hai cái miền cô bôi đỏ bằng alpha. Thế nên cô sẽ tìm được nó với ký hiệu tổng quát là bao nhiêu? Alpha trên 2. Đúng chưa nhỉ? Các bạn hình dung ra cái giá trị alpha trên 2 chưa? Ủa. Đó. Và khi đó cái thằng 0,01 này chính là alpha trên 2 đây. Được chưa nhỉ? Thằng này cũng vẫn là alpha trên 2 đúng không? Bên này không có gì thay đổi, vẫn là trừ e chia sigma phần căn n. Và cái chỗ này cô thay thằng 0,01 này bằng normal.s.invert, thay cái gì vào? Alpha trên 2. Đúng chưa nhỉ? Thì ở đây để dễ dàng trong việc các bạn mô tả sau này, chúng ta không phải viết rõ, viết cả một cái đoạn dài là normal.s.invert này, thì cô đưa thêm ký hiệu vào này. Nhìn ký hiệu nhé. Cô sẽ đưa ký hiệu như sau này. Nếu đây là phân bố của Z và đây là có diện tích phần hình phía bên phải là alpha, thì cô sẽ ký hiệu thằng này là Z alpha, tên gọi của nó là critical value. Được chưa nhỉ? Hay có nghĩa là gì? Một critical value thỏa mãn cái điều là xác suất của phần hình phía bên phải của nó sẽ chính là cái chỉ số ở dưới chân kìa kìa, Z alpha. Các bạn hình dung ra chưa nhỉ? Hình dung ra chưa? Vậy thì cái thằng chỗ này nó sẽ ký hiệu là gì?
Thằng chỗ này nó sẽ ký hiệu là gì? Các bạn cùng nhìn nhé. Vì tính đối xứng của normal, thế nên nếu thằng này là 0,01 thì theo đúng định nghĩa thằng này cô sẽ ký hiệu là gì ở cả lớp? Có đúng là Z0,01 không? Đúng không? Đúng ạ. Đó. Và vì standard normal thì đối xứng với nhau qua đâu? Qua không. Thế nên nếu diện tích phần hình phía bên trái của cô cũng là 0,01 thì bên này sẽ là gì nhỉ? Trừ Z0,01. Các bạn hình dung ra chưa? Đó. Thế nên ở đây bạn thấy giá trị trừ 2,33 này chính là trừ Z0,01. Được chưa nhỉ? Đó. Và bạn cũng cách cách tra thì là dùng normal.s.invert. Còn sau này khi viết thì bạn sẽ viết cho cô chỗ này là trừ Z alpha trên 2. Ok chưa cả lớp? Các bạn hình dung ra chỗ này chưa? Hình dung ra chỗ này chưa nhỉ? Được rồi. Đó. Và như vậy trừ với trừ hai bên hết thì chỗ này cô cũng chỉ thay cái giá trị cô tra này thành cái gì thôi. Có đúng Z alpha trên 2 không? Vâng. Đó. Như vậy nếu như cái độ tin tưởng của cô lúc nãy là 98% thì chúng ta có E tính rõ bằng 2,33 nhân sigma phần căn n. Thì nếu cô thay độ tin tưởng là bằng 1 trừ alpha nhân 100% thì thằng E của cô sẽ tính bằng công thức nào? Có đúng là Z alpha trên 2 nhân sigma phần căn n không cả lớp? Đúng công thức này không? Có ạ. Đó. Và như vậy khi bạn tìm được E rồi thì bạn sẽ tìm được cái khoảng là x ngang cộng trừ E mà thỏa mãn cái điều là xác suất để nguy lớn hơn x ngang trừ E nhỏ hơn x ngang cộng E thì bằng bao nhiêu? 1 trừ alpha. Hình dung ra chưa nhỉ? Đó, thì cái khoảng x ngang trừ E đến x ngang cộng E này người ta gọi là confidence interval for mean. Được chưa nhỉ? Các bạn hình dung được chưa nhỉ? Và thông thường cái thằng x ngang trừ E này cô ký hiệu là L, viết tắt của lower limit như các bạn nhìn thấy trên slide. Tương tự như vậy, thằng này thì chúng ta hay ký hiệu là U, viết tắt của upper limit. Còn 1 trừ alpha như chúng ta thấy là chúng ta chỉ biết được đây là xác suất để nguy nằm trong khoảng này là 1 trừ alpha thôi. Thế nên người ta gọi nó là confidence level hoặc là confidence coefficient, là mức tin cậy của cái gì nhỉ? Cái tính toán này. Các bạn rõ ràng chưa nhỉ? Ok chưa? Được Được. nhỉ? Rồi, thế nên bây giờ các bạn có thể ghi lại cho cô một cái định nghĩa tổng quát nhất của cái khoảng tin cậy. Đó, giống như trên slide chúng ta có đây là khoảng tin cậy. Confidence interval. Cô viết tổng quát luôn nhá, for parameter. Và trong cái phần chúng ta học thì chúng ta sẽ học hai parameter đó là mean và p, chính là trung bình trong tổng thể và xác suất thành công trong tổng thể. Được chưa nhỉ? Là cô ký hiệu cái khoảng từ L đến U sao cho cái gì? Sao cho xác suất, cô sẽ viết chung hai thằng này là theta nhá. Theta có thể là nguy hoặc p nhá. Là xác suất để theta lớn hơn bằng L nhỏ hơn bằng U sẽ bằng bao nhiêu? 1 trừ alpha. Được chưa nhỉ? Thì bạn có thể viết thêm cho cô cái chỗ này là 1 trừ alpha vào đây này. 1 trừ alpha confidence interval. 100% nhân 1 trừ alpha. Confidence interval for parameter theta sẽ là cái khoảng từ L đến U. Sao cho thằng theta nằm trong khoảng từ L đến U bằng 1 trừ alpha. Đó. Và chúng ta ghi cho cô cái mục 8.1. Đó chính là confidence interval for mean. Được chưa nhỉ? Thì như chúng ta vừa làm đấy, nó sẽ có dạng là gì cả lớp nhỉ? Có đúng là x ngang cộng trừ e không? Đúng x ngang cộng trừ e không nhỉ? Rồi. Đó. Thì chúng ta thấy là cái e đó chúng ta tính trong điều kiện là
Sigma đã biết. Đúng chưa nhỉ? Đó. Và dĩ nhiên chúng ta thấy là để tìm được cái khoảng tin cậy này thì chúng ta phải dùng cái phân bố của x ngang. Đó. Mà muốn dùng cái phân bố của x ngang là normal thì chúng ta cần dùng cái gì nhỉ? Central limit theorem, tức là chúng ta cần điều kiện là normal hoặc n lớn hơn 30. Đó, đấy cũng là điều kiện để chúng ta làm cái bài toán xây dựng khoảng tin cậy. Được chưa nhỉ? Và như vậy thì chúng ta biết được là nếu như sigma đã biết thì chúng ta có luôn kết quả này. 100 nhân 1 trừ alpha phần trăm. Confidence interval có ký hiệu là CI nhá. For mean như chúng ta vừa tìm sẽ có dạng là gì nhỉ? X ngang cộng trừ E, đúng không nhỉ? Ở đó E tính bằng công thức nào như chúng ta vừa có? Có đúng là Z alpha trên 2 nhân sigma phần căn N đúng cả lớp? Đúng cả lớp? Đó, ghi lại cho cô công thức. Đó là trong trường hợp sigma chưa bị đã biết. Rồi. Các bạn áp dụng làm thử cho cô cái bài toán ở trên slide nhé. Đó, thì đi thi chúng ta không không vào phần mềm thì không dùng Excel để tra được, thì có thể trong đề sẽ có sẵn một số cái giá trị bạn có thể dùng. Ví dụ như đây là giả sử là Z0,1 bằng bao nhiêu, Z0,05 bằng bao nhiêu. Còn bây giờ thì các bạn thấy là nếu các bạn tự làm thì bạn biết là Z alpha trên 2 như lúc nãy cô định nghĩa nó chính là gì nhỉ? Đây, Z alpha trên 2 thì bạn sẽ là dùng hàm gì nhỉ? Normal.S.inverse nhưng có dấu gì đằng trước? Có dấu gì đây? Đúng dấu trừ không? Đó. Thì Z alpha trên 2 là trừ normal.S.inverse điền cho cô alpha trên 2 vào. Đó là quy trình chúng ta xây dựng khoảng tin cậy cho min. Nếu như sigma đã biết, sigma chính là độ lệch chuẩn trong tổng thể. Đó, đọc cho cô đề bài ví dụ nhé. Ví dụ. Làm thử. Các bạn đã làm xong được ví dụ này chưa? Đã làm xong được ví dụ chưa nhỉ? Như vậy thì chúng ta thấy một việc là với câu hỏi này là yêu cầu các bạn làm gì nhỉ? Câu hỏi này kia từ khóa là gì nhỉ? Có đúng là xây dựng sao nhỉ? Sao tự nhiên không biết được này. Highlight rồi. Thôi rồi. Nào, như vậy các bạn đọc câu hỏi thì bạn thấy là construct the 90% đúng không? Là 90% confidence interval for population mean. Thế nên bạn biết ngay câu hỏi của chúng ta là liên quan đến
90% CI formin. Ok chưa? Vậy khi nhìn thấy cái mục tiêu của chúng ta là khoảng tin cậy như thế này thì mình cần làm gì? Đó. Thì hiện tại chúng ta đang có một trường hợp thế này thôi, thì chúng ta phải check xem đã đủ điều kiện của cái công thức phía trên của mình hay chưa. Chúng ta có mấy điều kiện hả cả lớp? Chúng ta có mấy điều kiện? Chúng ta có mấy Hai điều kiện nhỉ? Hai điều kiện đúng không? Đó thì bước đầu tiên của mình sẽ phải là check assumption đã này. Xem có đủ hay chưa. Đó, hai điều kiện của mình là gì? Thứ nhất, hoặc là trong đề bài có sẵn là tổng thể gốc mang phân bố normal hay chưa? Hoặc nếu không thì size của mẫu phải lớn hơn 30. Thì bạn nhìn lướt qua đề bài bạn có thấy là có normal không nhỉ cả lớp nhỉ? Không có, không có thông tin về normal. Thế nhưng bạn có thông tin là n bằng bao nhiêu? N bằng bao nhiêu nhỉ? Mình lấy ra là mẫu gồm 36 người. Thế nên mình đã có đủ điều kiện thứ nhất. Điều kiện số 2 bạn phải check đó là sigma đã biết hay chưa? Thì bạn nhìn xem có thông tin về độ lệch chuẩn trong tổng thể hay không? Đó. Thì người ta đã nói là bằng cái nghiên cứu trước đó thì đã giả sử rằng standard deviation của tổng thể sigma bằng bao nhiêu rồi? 2,5. 2,5 đã biết. Thế nên mình sẽ biết ở đây là mình sẽ dùng được cái gì nhỉ? Normal để đi xây dựng khoảng tin cậy. Và cụ thể là 90% CI formin sau khi check xong sẽ có dạng là gì nhỉ? Có đúng là x ngang cộng trừ e, trong đó e tính bằng công thức là z alpha trên 2 nhân với sigma phần căn n của cả lớp. Đúng không? Đó. Vâng. Và bây giờ công việc của bạn là sẽ đi tìm đầy đủ những cái giá trị ra cho cô và thay vào công thức là xong. Thì bạn đã có ngay x ngang đề bài cho sẵn bằng mấy nhỉ? Lấy ra 36 phụ nữ thì tìm được trung bình chiều cao của họ là 65,3 inch. Tức là chúng ta có x ngang bằng 65,3 đúng không? Đó. Chúng ta cũng có để tính e thì chúng ta cần sigma thì đã có sigma bằng 2,5. Chúng ta cần n thì đã có n bằng 36. Và chúng ta cần z alpha trên 2. Vậy thì z alpha trên 2 bằng bao nhiêu cả lớp nhỉ? Z alpha trên 2 thì tìm như thế nào đây? Thì bạn phải tìm cho cô được alpha trước đã. Alpha tìm ở đâu? Thì bạn nhớ cái độ tin cậy của chúng ta đây chính là bao nhiêu nhỉ? 1 trừ alpha nhân với 100%. Tức là bạn sẽ có 1 trừ alpha bằng bao nhiêu nhỉ? 0,9. Và như vậy bạn sẽ có luôn alpha sẽ bằng mấy nhỉ? 0,1. Và như vậy cô thay alpha bằng 0,1 vào cái biểu thức này thì cô sẽ cần tìm z của bao nhiêu nhỉ? 0,1 chia 2 là z của 0,0 mấy? Z của 0,05. Đúng chưa nhỉ? Đúng chưa? Nếu như mà chúng ta không có thông tin trong đề bài thì bạn nhớ dùng cái hàm normal.s.invert để tìm ra z 0,05. Còn ở đây trong đề bài đã cho sẵn rồi là z 0,05 đề bài cho bằng 1, bao nhiêu? 1,64. Thì như vậy bạn sẽ tính được e như trên slide cô như viết đây, là lấy 1,64 nhân 2,5 phần căn 36 và cô tìm ra là 0,683. Được chưa nhỉ? Đó. Và công việc cuối cùng của bạn là lấy x ngang cộng trừ e, tức là lấy 65,3 cộng trừ với 0,683 bạn tính được. Thì bạn sẽ tìm ra được cái khoảng tin cậy là từ 64,617 đến 65,983. Được chưa nhỉ? Cả lớp hiểu cách làm chưa? Rồi ạ. Mình sẽ có mấy bước nhỉ? Bước 1, xác định được mục tiêu của bài toán có phải là khoảng tin cậy hay không. Nếu là khoảng tin cậy thì bước 2 sẽ là check điều kiện. Được chưa nhỉ? Bước số 3 là viết rõ cái công thức mà mình đã có ra, cái mô hình mình đã có ra là x ngang cộng trừ e. Bước 4 là tính toán ra kết quả cuối cùng. Rõ chưa cả lớp? Rồi. Thế thì nếu đã rõ cách làm, tự làm cho cô ví dụ số 2 ở phía dưới đấy, ví dụ số 2 ở phía dưới.
Bạn đã dịch được đề của ví dụ 2 chưa nhỉ? Ví dụ 2 nó không có từ khóa là construct the confidence interval nữa, mà nó lại yêu cầu có từ khóa là gì nhỉ? Từ khóa là gì nhỉ? Width Width, có đúng là độ rộng không? Thế vậy chúng ta hiểu độ rộng của khoảng tin cậy nó là cái gì? là cái khoảng đấy ạ. Đúng rồi, khoảng tin cậy thì vẫn là cái khoảng đấy, đúng chưa nhỉ? Là cái Giả mắc sử như ở đây thì chúng ta vẫn vẽ trong trường hợp là x sigma đã biết nhá, thì vẫn là cái khoảng từ x ngang trừ e cho đến x ngang cộng e. Đó. Thế vậy thì độ rộng của nó bằng bao nhiêu? Độ rộng của hai nó có phải là độ dài của cái khoảng này không? rồi. Đó. Thì width ở CI chính là bằng bao nhiêu nhỉ? 2e. Và như vậy công việc của bài này nó cũng gần như giống với công việc của bài 1, là chúng ta sẽ đi tính cho cô e bằng bao nhiêu, rồi sau đó tính cho cô 2e thay vì cái bước cuối cùng lúc nãy là x ngang cộng trừ e. Được chưa nhỉ? Vậy thì muốn tính được e, chúng ta cũng thấy là quy trình của chúng ta lại gồm mấy bước nhỉ? Đó, thì bước số 1 là check của cô xem đây có phải bài toán khoảng tin cậy cho min hay không. Bước số 2 đi check thử điều kiện xem mình dùng được cái công thức mình đã học hay không. Nếu dùng được thì tính, còn nếu không dùng được thì phải đi tìm cách khác. Đúng chưa nhỉ? Vậy bây giờ các bạn check chưa? Có đủ điều kiện không nhỉ? Có đủ điều kiện không? Có. Chúng ta có 95 CI và bài toán này là gì? Ở đây nó chưa nói là khoảng tin cậy cho cái gì thì mình phải đọc xem người ta đang muốn nghiên cứu cái gì. Đó, thì câu đầu tiên là cái nhà kinh tế này sẽ muốn là gì nhỉ? Muốn nghiên cứu về thu nhập của các khách hàng. Đúng chưa nhỉ? Trong một cái vùng lãnh thổ nào đó. Đúng nhỉ? Và khi nghiên cứu về thu nhập thì thông thường sẽ là chúng ta nghĩ ngay đến việc là thu nhập trung bình của những người này là bao nhiêu, đúng không? Thế nên là người ta thấy là cái nhà nghiên cứu này người ta lấy ra 64 người, đúng chưa nhỉ? Và tính được là gì nhỉ? Thu nhập trung bình. Đó, người ta đi tính thu nhập trung bình thì chứng tỏ là bài toán này là bài toán for gì nhỉ? Có đúng for min không? Đúng for min rồi. Đó, và khi có for min thì bạn phải đi check của cô này. Check của cô thứ nhất là đề bài đã có normal chưa? Đề bài không thể nói gì đến normal thì chúng ta cần check hộ cô xem n lớn hơn 30 chưa? Thì bạn thấy ở đây nhà kinh tế lấy ra một mẫu gồm bao nhiêu người? Sáu Đã lớn hơn 30 chưa? rồi ạ. Rồi. Vậy thì check nốt điều kiện thứ hai là sigma đề bài đã cho chưa? Sigma là population standard deviation Đúng. của cái vùng lãnh thổ này đúng không? Như vậy thì người đề bài đã cho sẵn bằng mấy rồi? 1.000. 1.000 đã biết. Thế nên thì chúng ta sẽ biết được là E sẽ tính bằng công thức nào? Z alpha trên 2 nhân sigma phần căn n. Bạn để ý này, công thức tính E nó tính bằng công thức gì? Thằng này tên gọi là critical value. Để xem đây có phải là công thức tổng quát cho các trường hợp for min và for p không nhá. Sau khi chúng ta học xong tất cả các trường hợp. Nhân với thằng này thì chúng ta gọi nó là gì hôm trước cô nói nhỉ? Có đúng là standard error không? Đúng nhá. Vâng. Standard deviation của một cái statistic thì chúng ta gọi là standard error. Đó. Và bây giờ công việc của các bạn là thay số thôi. Đó. Và thay số thì có sẵn chưa nhỉ? Này. Như vậy chúng ta đi tính thằng này thì chúng ta cần cái gì? Sigma đã có là bằng 1.000. Chú ý đơn vị nó cùng nhau rồi thì không sao nhá. N bằng 64. Và như vậy chúng ta cần tính Z alpha trên 2 nữa. Thì alpha bằng bao nhiêu cả lớp? 95% thì ứng với alpha bằng bao nhiêu nhỉ? 0,05. 0,05. Thế nên cô thay 0,05 vào đây cô có 0,025. À, nếu như chúng ta không có thông tin trong đề thì bạn nhớ là hàm normal.s.invert nhé. Có dấu trừ ở đằng trước, điền 0,025 vào. Còn ở đây trong đề bài bạn đã có giả sử rằng Z 0,025 bằng bao nhiêu rồi? 1,96. Thì bạn sẽ thay cho cô ba cái giá trị này vào. Thì chúng ta sẽ suy ra ngay E bằng mấy? E bằng 2.45. 1,96 nhân với 1.000 phần căn 64. Và chúng ta tính ra bằng 245. Đúng chưa nhỉ? Nhưng đây chưa phải là kết quả của mình. Chúng ta phải suy ra độ rộng của 95% CI sẽ là bằng 2E. Và như vậy chúng ta tính ra bằng bao nhiêu?
490. Ok chưa cả lớp? Được chưa nhỉ? Và Thế theo các bạn, cái độ rộng này có thay đổi không? Theo các bạn, độ rộng này nó có thay đổi không? Hay nó luôn luôn là hằng số? Theo các bạn, độ rộng này có thay đổi không? Theo các bạn, bạn nhìn vào công thức của nó này. Độ rộng thì phải nhìn vào E đúng không? Thì bạn thấy thằng sigma nếu với một tổng thể cố định thì nó là cho trước cố định rồi. Thế nên bạn thấy thằng E này nó sẽ phụ thuộc vào mấy yếu tố? Còn lại hai yếu tố đúng không? Đó, là z alpha trên 2 và gì nhỉ? Và n. Nó phụ thuộc như thế nào? Nó phụ thuộc như thế nào nhỉ? E thì bằng z alpha trên 2 nhân với sigma phần căn n. Như vậy bạn sẽ thấy một việc đó là gì? À, suy ra là gì? Giả sử cô muốn e giảm đi, là sai số giảm đi, thì chúng ta thấy là nếu như mà alpha cô giữ ở một mức cố định, tức là độ tin cậy không đổi, thì bạn thấy một việc là thằng n phải như thế nào? E giảm thì n phải như thế nào? Tăng. Tăng. Bạn nhìn thấy rõ ràng nó là phủ là gì nhỉ? Tỷ lệ nghịch với nhau. Đúng chưa nhỉ? Thế nên có một cách để giảm giảm e đó là tăng sai mẫu. Đúng chưa nhỉ? Thế còn nếu như mà sai mẫu cô giữ cố định thì cô sẽ phải làm gì với thằng z alpha trên 2 nhỉ? Có đúng là giảm không? Thằng này với thằng e thì giảm đúng không? Là tỷ lệ thuận đúng không? Z alpha trên 2 là cái gì? Nếu đây là alpha trên 2 thì đây có đúng là z alpha trên 2 không? Z alpha trên 2 giảm tức là nó đi về bên trái hay về bên phải cả lớp nhỉ? Có đúng Trái. là giảm về là về bên trái không? Đó. Nếu cô giảm về bên trái thì cô thấy là diện tích phần hình phía bên phải của nó alpha trên 2 từ miền đỏ sẽ biến thành miền đen. Miền đỏ rộng hơn hay miền đen rộng hơn? Đỏ là cái đen rộng Miền đen hơn. rộng hơn đúng không? Thì suy ra chúng ta sẽ thấy thằng alpha trên 2 sẽ tăng. Cái diện tích đó chính là alpha trên 2 mà. Mà alpha trên 2 tăng thì sao? 1 trừ alpha sẽ gì? Giảm. Giảm. Như vậy bạn thấy có một cách nữa để giảm e, tức là giảm độ tin cậy. Đúng chưa nhỉ? 1 trừ alpha chính là độ tin cậy. Như vậy bạn thấy là độ tin cậy càng bé thì khoảng tin cậy càng bé. Còn nếu mà độ tin cậy mà càng cao thì khoảng tin cậy càng rộng. Và bạn thấy là sẽ chẳng bao giờ có độ tin cậy 100% cả. Vì nếu độ tin cậy 100% thì có thằng alpha trên 2 nào không cả bạn các bạn? Alpha trên 2 bằng mấy? Vô Bằng cùng. 0. Đúng nhỉ? Alpha trên 2 sẽ bằng 0. Và khi đó chúng ta sẽ ra cái khoảng là từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Nó không có ý nghĩa gì cả. Ok chưa? Đó. Thế nhưng có một cái chú ý nữa là gì? Thế nếu như cô cứ cố tình này là thằng 1 trừ alpha cô giữ cố định. Cô luôn luôn muốn là 95% chẳng hạn. Và cô luôn luôn lấy mẫu làm cái giá trị n cũng cố định nốt. Thì bạn thấy e có thay đổi không? Thì thằng E có thay đổi không? Thằng E có thay đổi không? Z alpha trên 2 có thay đổi không nhỉ? Không. Không, N cũng không. Thế nên với một cái tổng thể cố định thì có phải thằng này là hằng số không? Có phải thằng này là hằng số không? Yeah. Đó. Và bây giờ chúng ta hình dung cái này nhá. Giả sử rằng đây là cái tổng thể gốc ban đầu của các bạn này. Đó. Thì đây chính là nguy của các bạn này. Các bạn lấy mẫu thì sao? Có ngẫu nhiên không cả lớp? Các bạn lấy mẫu có ngẫu nhiên không? Đó. Ví dụ bạn lấy mẫu ra mẫu 1, bạn tính được x1 ngang đây. Đây chính là cái khoảng tin cậy từ L đến U của bạn. Đấy chưa nhỉ? Ví dụ đây chính là cái khoảng từ 64,61 đến 65,98. Bạn vừa làm ở ví dụ 1. Ứng với x1 ngang người ta tính ra bằng 65,3. Ok chưa cả lớp? Đó. Thì bạn tin tưởng được rằng là thằng nguy sẽ nằm trong khoảng này với xác suất là 90. Nãy là 90% đúng không? Thế nhưng ví dụ một người khác đi lấy mẫu ngẫu nhiên, cô vẫn lấy với mẫu là n bằng 36 và cô vẫn đi xây dựng khoảng tin cậy, độ tin cậy không thay đổi, thì một người nữa đi lấy có phải là cái mẫu thứ hai cũng là giá trị là x ngang, x1 ngang không cả lớp? Có không?
lấy hoàn toàn ngẫu nhiên thì có thể cô vẫn lấy ra 36 giá trị, nhưng 36 giá trị này không trùng với cái mẫu số 1 kia nên cô tìm được cái giá trị thứ hai là x2 ngang. Và cô xây dựng được khoảng từ L đến U này không cả lớp? Cô có xây dựng được khoảng L2 đến U2 không? Công thức có khác gì không? Chả khác gì cả. Độ rộng có thay đổi gì không? Độ rộng cũng không thay đổi, vẫn là 2E. Ok chưa cả lớp? Và tương tự như vậy, vẫn có một số cái trường hợp như bạn nhìn thấy ở ở cái ví dụ chúng ta đã làm đây. À, nguy của nó bằng 5, nhưng có những cái trường hợp bạn lấy mẫu ngẫu nhiên ra nó ra x ngang bằng mấy? Bằng 10 chẳng hạn. Đúng chưa? Thì có thể cái x ngang cô tìm được ấy, nó bay ra tận chỗ này. Nó rất xa so với thằng nguy kia. Đó là x ngang thứ n đi chẳng hạn. Và cô có tìm được ln với un ở đây không cả lớp? Cô vẫn tìm được. Độ rộng vẫn không thay đổi bằng 2e. Nhưng bạn thấy nếu như thằng xn ngang này với thằng nguy này nó mà xa nhau nhiều quá thì cái khoảng màu đỏ này nó có chứa giá trị của nguy không cả lớp? Cái thằng nguy chính xác này nó có nằm trong biên màu đỏ không? Không. Không. Đó. Và người ta đi làm cái việc là thử đi tìm xem quy luật phân bố như thế nào thì người ta thấy rằng nếu cô thực hiện cái quy trình này thì ví dụ với mức ý nghĩa là với mức tin cậy là 90% ấy thì chỗ này cô cũng chỉ tìm được là gì nhỉ? Có khoảng 90% những cái khoảng cô lập được sẽ chứa giá trị chính xác của nguy. Và như vậy sẽ vẫn còn bao nhiêu phần trăm nhỉ? 10%, tức là alpha nhân với 100%. Những cái khoảng nó sẽ giống như cái khoảng màu đỏ này, không chứa giá trị chính xác. Ok chưa nhỉ? Và như thế bạn nhớ cho cô một việc, ý nghĩa của khoảng tin cậy bây giờ phải là gì? Ví dụ bạn sẽ chỉ được nói là 90% bạn như thế nào nhỉ? Cô nói cho cái bài ví dụ 1 nhé. 90% confidence rate thôi nhé. Confidence rate là 90% tin tưởng rằng là the true mean, là the population mean đấy, sẽ nằm ở đâu đó trong cái khoảng từ 64,62 cho đến 65,98. Ok chưa cả lớp? Chứ không bao giờ được nói là tôi chắc chắn rằng thằng Nguy nó sẽ nằm trong khoảng này với là với độ tin tưởng là với xác suất là 90% đâu nhá. Vì rất có thể là những cái mẫu bạn lấy ra ấy, cái thằng x ngang ấy nó sai số quá lớn. Thế nên cái khoảng bạn lập đúng đấy nhưng nó không chứa. Thế nên nhớ cho cô nhá. Như vậy bạn rõ ý nghĩa của cái công thức, rõ ý nghĩa của cái khoảng tin cậy này chưa nhỉ? Có hai tầng ý nghĩa. Tầng ý nghĩa thứ nhất là chúng ta tin tưởng rằng the true mean nó nằm trong khoảng này với độ tin tưởng là 1 trừ alpha nhân 100%. Và cái tầng ý nghĩa số 2 là nếu chúng ta lập đi lập lại cái quy trình xây dựng khoảng tin cậy thì sẽ có 1 trừ alpha nhân 100%, những cái khoảng chúng ta thu được sẽ chứa giá trị chính xác của mean. Còn lại là alpha nhân 100% là không chứa. Thế nên sau này nếu bạn đi ước lượng ấy, bạn không bao giờ chỉ được lấy một mẫu thôi thôi nhá. Bạn sẽ phải có thể làm gì nhỉ? Lập đi lập lại cái việc lấy mẫu sai n đó nhiều lần. Đúng chưa nhỉ? Nhiều lần thì chúng ta mới có thể có cái kết luận chính xác hơn về cái giá trị the true mean. Các bạn hình dung ra chưa? Hình dung ra chưa nhỉ? Được. Rồi. Và bây giờ thử làm cho cô cái bài toán là cái ví dụ số 3 phía dưới cùng. Cái slide dưới cùng đấy. Đó. Câu hỏi này là một một cái khía cạnh khác của bài toán khoảng tin cậy. Đó. Bạn đọc đề đi đã xem đề yêu cầu cái gì. Các bạn đọc xong đề chưa? Vâng.
Cái khía cạnh này thì mục tiêu của chúng ta là whole lab ensemble, mà hỏi rằng mẫu lớn như thế nào, tức là bài toán của chúng ta đặt ra là bài toán tìm gì cả lớp nhỉ? Có đúng N. là tìm size của mẫu không? Tìm n đó. Và khi tìm n thì người ta đang mong muốn điều gì? Câu hỏi là nếu người ta mong muốn rằng có 98% confidence, tức là cô có 1 trừ alpha sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 0,98. Confidence cái gì? The true mean is within 4 ounce of the sample mean. Thế thì cái câu này nó ý nghĩa của cái câu này là như thế nào nhỉ? E4. Is within có nghĩa là gì? Các bạn cứ hình dung này. Nếu có x ngang ở đây thì is within tức là chúng ta từ từ thằng này sẽ tiến lên 4 hoặc là lùi lại 4 đúng không? Đó. Thì như vậy nó cũng giống như trong cái trường hợp là x ngang cộng trừ e thì ở đây cô cho e bằng mấy? Bằng 4. Thì thằng nguy nó nằm đâu đó trong đây. Đó. Thì nhớ cho cô ở đây là bạn cứ coi như e sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 4 ounce. Đó. Bạn có thể hình dung nó giống như việc là ví dụ như là cô đi đo lường cái bán kính này là 50 chẳng hạn, nhưng mà với gì gì với sai số vào khoảng là gì nhỉ, 0,5 cm chẳng hạn, thì bạn cũng biết là lấy 50 cộng trừ bao nhiêu, 0,5, thì đây cũng là is within 0,5 so với giá trị 50, đúng chưa nhỉ? Thì ở đây chúng ta có e chính là cái đại lượng, tương tự như thế, được chưa nhỉ? Chúng ta có e nhỏ hơn hoặc bằng 4. Và đề bài cho sẵn thêm một cái gì nữa nhỉ? The standard deviation of weight là bao nhiêu nhỉ? Là 6 ounce. Thì standard deviation này là của cái gì? Đấy nhỉ? Thì ở đây chúng ta thấy là người ta đang nghiên cứu là số cái ca sinh ở trên cả cái bệnh viện này rồi. Thì tức là ở đây bạn rơi vào trường hợp sigma đã biết chưa? Sigma đã biết và nó bằng 6. Đúng chưa nhỉ? Và rõ ràng là chúng ta đang đặt ra bài toán là estimating the birth weight of gì nhỉ? Infant, đúng chưa nhỉ? Như vậy bài toán này cũng là bài toán for gì? Thomin. Cũng là bài toán for mean. Đúng chưa nhỉ? Đó. Vậy thì chúng ta thấy là thông thường chúng ta làm bài toán for mean thì mình cần đi check điều kiện. Điều kiện thứ nhất là liên quan đến n. Bài toán tìm n thì thôi bạn bỏ qua cái điều kiện đó, không check nữa. Vì thông thường là nếu như trên thực tế bạn thấy để sai số nhỏ thì chúng ta vừa thấy là n nó phải gì nhỉ? N nó phải tăng thì thường n lớn. Thế nên ở với bài toán for mean thì các bạn nhớ là check điều kiện là sigma đã biết rồi thì chúng ta sẽ dùng e bởi công thức nào nhỉ? Có đúng là z alpha trên 2 nhân sigma phần căn n không? Đó. Và như vậy thì đề bài đã cho sẵn các bạn thằng e này là nhỏ hơn hoặc bằng 4, sai số lớn nhất là chỉ là bằng 4 thôi. Và như vậy bạn có tìm được n không? N sẽ lớn hơn bằng cái gì nhỉ? Z alpha trên 2 nhân sigma chia cho e rồi tất cả gì? Tất cả bình. Công việc của bạn thay số vào. Alpha bằng 0,02. Thế nên alpha chia 2 bằng 0,01. Sigma bằng 6. E. Đây là dấu bằng đi. Để dấu bằng đi. E nhỏ hơn bằng 4, thế nên chỗ này sẽ lớn hơn hoặc bằng. Cô thay 4 vào. Đó. Và Z 0,01 thì trong đề bài cho sẵn là bằng 2,33 rồi. Thế nên cô thay 2,33 vào. Thì cái biểu thức này cô tính ra là 12,215. Được chưa nhỉ? Có bao giờ cô để N bằng 12,215 không cả lớp? Không ạ. Không. Vì sai của mẫu là đây là số đứa trẻ chúng ta lấy ra từ từ cái bệnh viện này đúng không? Thế nên không bao giờ có 12,2 đứa. Thế nên nhớ cho cô chỗ này luôn luôn chúng ta phải làm tròn. Và để cái dấu của chúng ta là sai số lớn nhất đặt phải là 4 thì chỗ này luôn luôn là dấu lớn hơn hoặc bằng. Vì thế chỗ này bạn luôn luôn phải như thế nào nhỉ? Làm tròn lên hộ cô. 12,215 cũng vẫn làm tròn lên thành mấy? Làm tròn lên thành 13. Hoặc là bạn viết như cái công thức mà bạn nhìn thấy ở trong slide là người ta lấy hàm trần. Đấy nhỉ? Người ta lấy hàm trần là làm tròn lên của cái con số này. Được chưa nhỉ? Như vậy bạn thấy là dựa vào cái khoảng tin cậy này không những bạn đánh giá được sai số lớn nhất là bao nhiêu mà có thể bạn sẽ trả lời được thêm câu hỏi là lấy mẫu bao nhiêu là đủ.
để chúng ta có thể là gì nhỉ, gặp một cái sai số là gì nhỉ, cho trước. Các bạn hình dung ra chưa, hiểu chỗ này chưa nhỉ? Rồi ạ. Ok rồi. Lúc nãy là chú ý số số 2 rồi đúng không? Các bạn ghi xong ví dụ số 3 chưa? Rồi ok, chúng ta sang chú ý số 3 nhé. Chú ý số 3 này. Chú ý số 3 là gì? Một số cái bài toán trên thực tế thì bạn thấy là ví dụ cái bài toán nghiên cứu về lợi nhuận chẳng hạn. Có ai người ta lại mong muốn lợi nhuận nó được giới hạn trong một khoảng từ L đến U không cả lớp? Có ai mong muốn điều này không? Không ạ. Không. Lợi nhuận thì thường là mình muốn là gì nhỉ? Càng nhiều càng tốt. Tức là thông thường thì mình sẽ mong muốn là ít nhất là lợi nhuận của quý này phải lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu. Chứ cô càng nhiều càng tốt chứ cô không cần cận trên. Đúng chưa nhỉ? Thì trên thực tế là bài toán này. Đúng chưa nhỉ? Hoặc cái câu hỏi số 2, ví dụ về chi phí chẳng hạn. Có bao giờ người ta mong muốn là chi phí nằm trong một cái khoảng cố định nào đó? Thì rõ ràng cũng không đúng không? Đó, thì chi phí thì thông thường chúng ta thường mong muốn là càng tiết kiệm càng tốt. Không mất chi phí thì càng tốt. Thế nên thông thường là khi đặt ra một cái bài toán nào đó thì người ta thường mong muốn là như thế nào? Chi phí phải nhiều nhất là bao nhiêu thôi, chứ còn càng ít càng tốt. Đó. Thế nên một số cái bài toán thực tế dẫn đến việc là cô không cần tìm chính xác một cái khoảng nào đó chứa chu min. Đó, mà có thể cô chỉ cần tìm một cái cận dưới như bài toán profit, hoặc tìm cái cận trên như bài toán về chi phí thôi. Thì những cái khoảng kiểu như thế này người ta gọi với tên gọi là one-sided confident bounds. Được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Nhớ tên gọi nhá. Cái phía trên thì bạn có thể thêm là two-sided confident interval. Nhớ từ khóa nhá. Phía trên là confident interval, còn phía dưới là confident bounds. Được chưa nhỉ? Như vậy bạn ghi cho cô là one-sided confident bounds. Đó. Thì người ta làm như thế nào? Đó. Thì cái công việc của chúng ta cũng gần giống như lúc nãy. Đó. Lúc nãy là chúng ta làm như thế nào nhỉ? Chúng ta đang từ x ngang mang phân bố normal đúng không? Thì chúng ta, đây cô tóm tắt lại một xíu cho các bạn hình dung lại này. Đó. Thì chúng ta sẽ chuyển cái từ thằng này về thằng nào nhỉ? Z đúng không? Nếu sigma đã biết. Và khi chuyển về Z thì chúng ta sẽ thấy cái thằng này ứng với gì nhỉ? Có đúng là trừ Z alpha trên 2 và Z alpha trên 2 không cả lớp? Đúng cả lớp? Đó. Vậy thì khi chúng ta chuyển thì chúng ta thấy một việc đó là gì? Chúng ta sẽ phải tìm xem là ví dụ thằng này là P để X ngang nằm trong khoảng từ L đến U sẽ bằng 1 trừ alpha. Thì bạn sẽ chuyển sang thành gì nhỉ? Z nằm trong khoảng nào? Z nằm trong khoảng nào nhỉ? L trừ nguy chia sigma phần căn N đúng không? U trừ nguy đúng không? Đấy, cô tóm tắt lại một xíu để cho các bạn hình dung thôi. Trên sigma phần căn N bằng 1 trừ alpha. Đúng chưa nhỉ? Và từ đó chúng ta sẽ suy ra được một cái việc, đó là thằng này sẽ chính là bằng trừ Z alpha trên 2, còn thằng này là bằng Z alpha trên 2 như chúng ta nhìn thấy hình. Ok chưa? Các bạn hình dung ra chưa? Đã. Đó. Thế bây giờ cô làm lại bài này nhưng cho trường hợp, ví dụ cái trường hợp profit nhé, là cô đang mong muốn là profit sẽ lớn hơn hoặc bằng một thằng L nào đó. Tức là cô có cần thằng này không? Cô có cần thằng này nữa không? Không. Cô không cần thằng U nữa. Đó. Thế nên cô bỏ thằng này đi. Được chưa nhỉ? Được chưa? Thằng này vẫn bằng 1 trừ alpha. Như vậy thì chỗ này cô có còn nữa không? Không. Chỗ này cô có còn nữa không? Không. Và như vậy nếu bên này là 1 trừ alpha thì bên này phải là bao nhiêu? Alpha. Thế nên chỗ này phải là gì? Alpha. Trừ Z alpha.
Đó, chỗ này là trừ z alpha. Và như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được L trong trường hợp này sẽ là gì? Có đúng là L trừ Z alpha nhân với sigma phần căn N không cả lớp? Đúng không? Vâng. Đó. Đấy là trong trường hợp là bạn lấy x ngang. Thế còn khi mà chúng ta chuyển về thằng nguy thì sao? Đó. Thì bạn sẽ có chỗ này này là nguy lớn hơn hoặc bằng. Đó. Thì khi đó chúng ta cũng sẽ có một cái điều tương tự như vậy. Vì sao? Vì thằng này có đúng là giống với thằng E lúc nãy của các bạn không? Có đúng là giống với thằng E lúc nãy của các bạn không? Đó. Thì khi đó chúng ta cũng lật ngược lại bài toán. Bài toán này là x ngang lớn hơn hoặc bằng L. Nhưng cái cô cần là nguy lớn hơn hoặc bằng L cơ. Thế nên chúng ta lật ngược lại bài toán để chúng ta tìm xem nguy như thế nào nhá. Đó. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy một việc là như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ có là khoảng tin cậy lower confidence bound, nó cũng chính là giống như chúng ta vừa phân tích. Được chưa nhỉ? Cô ghi lại công thức thôi nhá. Còn cô xóa cái phần chứng minh này đi nhá. Đó. Còn nếu không thì bạn ghi qua chứng minh của một phần thôi. Đây cô có thể ghi lại tóm tắt qua một tí này. P của x ngang lớn hơn hoặc bằng L thì sẽ là P của gì nhỉ? X ngang trừ nguy chia sigma phần căn N lớn hơn hoặc bằng trừ Z alpha trên 2. Đó. Cái này sẽ bằng 1 trừ alpha. Đấy. Và như thế chúng ta sẽ ghi bằng gì? Bằng P của, bạn nhân chéo lên cũng được, trừ nguy lớn hơn hoặc bằng trừ Z alpha nhân với sigma phần căn N. Đó. Và lật ngược lại cho nguy này. Lúc nãy là cô nói cho x ngang và bây giờ cô lật ngược lại cho nguy này. Nguy sẽ nhỏ hơn hoặc bằng, chuyển vế đổi dấu mà, x ngang cộng Z alpha sigma phần căn N. Đó. Và tương tự như vậy, nếu bạn xuất phát từ x ngang mà nhỏ hơn một bằng một thằng u nào đó nhá, bằng 1 trừ alpha, thì bạn cũng làm y xì như bước lúc nãy là chuyển về z. Đó. Nhỏ hơn hoặc bằng u sẽ bằng là nhỏ hơn hoặc bằng gì nhỉ? Chuyển về thì sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng z alpha. Đúng chưa nhỉ? Vì khi đó cô không chia đôi nữa. Thế nên là alpha đã chui hết vào đó. Thế cho nên chỗ này sẽ là P của x ngang trừ nguy. Cô xin lỗi, cô nghe điện thoại cả nhé. Alo ạ. Dạ vâng ạ. Alo sao ạ? À, mình là ở cái chỗ là cái cổng làng tổ 29 ấy, ở ngay cạnh trường tiểu học Hoàng Diệu ấy. Thì bạn rẽ vào đấy, vào đi vào cái chỗ công ty Hùng Cường thì rẽ vào ngõ là được, vào khoảng 500 m thôi. Ừ. Được chưa nhỉ? Thì khi đó chúng ta nhân thì chúng ta cũng có là x ngang trừ đi nguy đúng không? Nhỏ hơn hoặc bằng z alpha nhân sigma phần căn n. Đó. Và khi đó chúng ta sẽ có P, nếu chúng ta nhìn dưới là nguy, nguy chưa biết. Đó, thì là nguy chuyển vế sang sẽ là lớn hơn hoặc bằng x ngang trừ đi gì nhỉ? Z alpha nhân sigma phần căn N. Như vậy bạn nhìn ra khoảng tin cậy của cô chưa cả lớp? Nhìn ra khoảng tin cậy chưa cả lớp? Nhìn ra rồi đúng không? Và như vậy bạn ghi lại với cô là nếu 100 nhân 1 trừ alpha phần trăm, người ta gọi là cái phần này này, người ta gọi lớn hơn bằng L thì là dấu nhỏ lớn hơn hoặc bằng thì người ta gọi là lower confidence bound for mean sẽ là gì? X ngang trừ E. Đó. Tương tự như vậy, nếu 100 1 trừ alpha phần trăm, cái thằng lớn hơn hoặc bằng
là lower, thì thằng nhỏ hơn hoặc bằng cô gọi là upper confidence bound. For mean sẽ là bạn có thể nhìn thấy là x ngang cộng e. Nhưng nhớ trong trường hợp này e không còn là z alpha trên 2 nữa, mà chúng ta chỉ còn là gì thôi? Z alpha nhân với sigma phần gì? Phần căn n. Ok chưa nhỉ? Quy trình làm giống hệt như bài toán khoảng tin cậy. Bạn về nhà tự đọc cho cô cái ví dụ trên slide ở cái mục là confidence bounds này. Chỉ có khác là chúng ta thay z alpha trên 2 thành z alpha thôi. Ok chưa nhỉ? Thay số vào và làm. Được chưa cả lớp? Được chưa cả lớp? Rồi ạ. Được rồi. Và câu hỏi cho các bạn suy ngẫm này. Thế thông thường sigma có biết không? Thông thường sigma có biết không? Thông Chưa thường sigma chưa chắc đã biết. Và thường trên thực tế là không biết nếu như người ta không có nghiên cứu trước đó nói rằng sigma bằng tương đây. Vậy thì câu hỏi đặt ra là thế thì khi sigma chưa biết thì khoảng tin cậy cô sẽ xây dựng như thế nào? Buổi hôm sau chúng ta sẽ làm cho cái trường hợp này nhé. Được chưa nhỉ? Nhớ về nhà đọc cho cô cái ví dụ mà cô nói ở trên slide này nhá, là đi tìm confidence bound. Được chưa cả lớp? Được chưa cả lớp nhỉ? Dạ. Rồi. Thì các bạn nghỉ nhá. Có gì cần hỏi thì các bạn hỏi. À, cô vừa lấy cô có điểm danh chưa? Em vừa lấy em đi vệ sinh thì Rồi, cô sẽ điểm danh cho cả lớp vì hôm nay cô vào bị hơi muộn do cô mất điện ấy. Thế nên cô điểm danh cho cả lớp nhé. cô nhập điểm cho em nhập điểm PT nữa. Xuân Bách là mấy điểm nhỉ Bách nhỉ? Dạ. Ừ, cho em sửa PT1 với nhập điểm PT2. Ừ, Hai mấy cái điểm? đều đều 8,75. Ok, được rồi. Cô nhớ rồi. Rồi, các bạn nghỉ nhá. À, cô ơi, cho em sửa điểm PT1 với PT2 vậy ạ. Cháu ơi, ra nhận đồ vợ kìa. PT Ra ngoài nhận đồ hợ.